Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để các bạn có thể xem tham khảo nha các bạn. Cái thí nghiệm này thì nó liên quan đến cái đồng hồ đo điện nha các bạn. Hiện tôi đang có một cái đồng hồ đo điện nhưng nó chỉ chuyên đo được cái dòng điện DC một chiều thôi nha các bạn. Nó không có cái khả năng để đo được cái dòng điện AC nha. Vì thế hôm nay tôi sẽ làm cho nó có thể đo được cái dòng điện AC nha các bạn. Dưới điều kiện là những cái thiết bị điện của chúng ta sử dụng nó ăn dòng dưới 10A nha các bạn, thì chúng ta mới có thể đo nó an toàn nha các bạn. Tại vì cái đồng hồ này cái mắc của nó chỉ có 10A thôi. Các bạn có thể đo được với những thiết bị như là mỏ hàn hoặc là những cái máy sấy tóc nha các bạn. Tại mấy cái thiết bị này thì nó ăn dòng nhỏ. Đầu tiên trước khi làm thì các bạn chuẩn bị một cái cầu diode và một cái con tụ lọc nguồn nha các bạn. Con tụ có giá trị là 450V và 330 microfarad nha các bạn. Một cái chui điện để cắm vào ổ điện và một cái chui điện đầu ra nha các bạn. Để chúng ta cắm vào cái thiết bị chúng ta muốn sử dụng, và một cái dây còn lại ta sẽ đấu nối tiếp vào hai dây đồng hồ báo dòng nha các bạn. Khi bạn muốn đo một cái dòng tải của cái thiết bị nào đó dưới 10A mà bạn không có những cái đồng hồ chuyên dụng đo cái dòng AC, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để chúng ta biết được là cái thiết bị đó nó ăn dòng là bao nhiêu nha các bạn. Đầu tiên tôi sẽ ghim cái thiết bị này vào cái ổ cắm điện nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ thử. Để xem cái hiệu quả nó có được tốt không nha các bạn. Các bạn nhớ là chuyển cái thang đồng hồ về đo ampe dòng nha các bạn. Giờ tôi sau đây tôi sẽ bật công tắc. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng một cái máy sấy tóc nha các bạn. Cái máy sấy tóc này nó để là 650W nha các bạn. Thì nó tương đương với cái dòng ăn khoảng 2 cho đến 2 chấm mấy ampe nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ nha. Khi cái thiết bị, khi cái máy sấy tóc này nó chạy thì cái dòng nó sẽ ăn và nó sẽ báo vào cái đồng hồ của chúng ta nha các bạn. Gần 2A các bạn. Nó để cái số watt vậy thôi nhưng thật sự nó không có tới cái mức mà cái nhà sản xuất đã để nha các bạn. Đa số những cái thiết bị mà rẻ tiền, những cái thiết bị không có thương hiệu thì nó thường khi là nó sản xuất như vậy. Và kế tiếp tôi sẽ đo dòng của một cái mỏ hàn của tôi nha các bạn. Để xem cái dòng ăn nó bao nhiêu nha. Không
0.20A nha các bạn. 0.20A. Tại cái mỏ hàng này nó chỉ có công suất mắc của nó là chỉ có 60W thôi nha các bạn. Cho nên cái dòng ăn nó phải dưới 1A nha các bạn. Ok các bạn ơi. Cái này khi kẹt thì chúng ta có thể làm cách này để mà đo những cái dòng điện AC được nha các bạn. Nhưng các bạn lưu ý là những cái thiết bị mà nó có mức ăn dòng thấp dưới 10A thì các bạn vẫn thử được thoải mái nha các bạn. Còn trên 10A thì có thể gây hư đồng hồ của chúng ta nha. Rất tội gì chạm chập nha các bạn. Video clip của tôi đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha.